Rồi, hết con Đồng Tháp chào anh em nha. Bữa mình có làm cái lòng cầu cào đó anh em. Thì cái lứ bữa mình làm cái lứ này nè anh em. Thì nó thưa quá, nó hơi thưa ha. Cái con cầu cào nó đẻ ra, nó nở ra, nó bò ra được anh em. Thì giờ mình mới đổi lại cái lứ này nè nè. Lứ này là lứ kẽm nè. Này đây, để mình quay cho anh em xem cái quá trình của cầu cào nó nở nha. Đây nè anh em, nè anh em thấy không, là cái ổ trứng của nó nè đó, cầu cào đây nhúc nhích anh em thấy không đó. Cái này nó mới nở ra nè, lâu rồi đó. Đây nè anh em thấy không, để mình đưa sát ra đây cho anh em thấy dễ không nè đó. Rồi giờ mình vô lòng nha anh em. Đó. Để lâu quá anh em nó không có nở ra. Nãy mình bẻ cái đầu cho nó tự chui ra luôn. Bẻ thử á. Nè đây còn một số ổ nè anh em. Còn một số ổ nè. Đó. Đây nè, qua cho anh em xem ha. Còn một số ổ ở đây nè. Này mình mới đi nhổ cỏ vậy nè anh em. Nè một số ổ ở đây nè. Nè anh em thấy không? Này còn một... mới sửa cái lồng lại anh em, mình lùa cát lên á, lùa cát cái đất đồ lại á, giờ phải dạch đi kiếm ổ lại nè. Đó, để mình quay cho anh em coi nó nở nè. Nè anh em thấy cầu cào con không nè. Nên thấy không? Đây là lừ người ta luôn nha anh em. Nè. Này nó nở chắc cũng được 2 ngày anh em. Này nó nở ra được 2 ngày nè. Bu lên điện thoại luôn. Hồi bữa mình phát hiện nó nở ra nè, mình tưởng mình để lâu rồi nó không nở. Mình mới bỏ. Để đại á. Đào xong rồi nó nở. Mình mới phát hiện xong rồi mình thấy sao nó chui ra. Bữa trước ít lắm nè, hai ngày trước có mấy con rồi. Bắt đầu mình mới thấy nó nở rồi, bắt đầu mình mới đi mua lứ về mình đổi lứ. Nè anh em coi nó nở nè. Đó. Cái này là bữa cầu cào mình lấy anh em. Mình mua cầu cào bố mẹ nè. Về mình làm cám á. Bắt đầu mình trong bịch của nó mà mấy anh em bị vết á, có trứng ở trong á. Cho mình lấy trứng. Lấy trứng về mình bỏ đại vô. Bữa mình cũng có nấu cái clip trước cho anh em coi á. Bữa nay nó mới nở. Mình cũng không biết bao nhiêu ngày nữa. Ngày này là lọt nè. Đó, nên thấy con này đang nè, còn làm con nè. Đó, con này đang lột ra. Nè. Đó. Em thấy không? Đó. Này nhiều lắm nha anh em, xanh um hết trơn nha. Đó. Quay cho anh em coi. Cuối cùng thì mình cũng làm được anh em ơi. Thôi mình tính bỏ đại. Còn bây giờ là mấy con cầu cào bốn mẹ nó vô đây nè anh em. Nó đạp với nhau á, nó bắt cặp á. Nè, bắt cặp lự chơi nhau nè. Đó, nghe thấy bắt cặp không? Nè, bắt cặp nè. Đó. Rồi mình thấy là một số nó chui xuống dưới đất anh em. Nó phét cái lỗ dưới đất luôn. Mà mình không chưa biết là cái ổ nó ở dưới đất nó đẻ như thế nào anh em. Mình thì mình chưa biết. Nào giờ mình mới nuôi lần đầu tiên cho nên mình không biết nó chui xuống đất nó làm cái gì, nó ăn cỏ hay là nó chui xuống đất để nó đẻ, mà nó đẻ như thế nào thì mình chưa biết nha. Nó chui xuống đất này, con này mới chui bò lên nè. Nè con này nó chui xuống đất nãy giờ nó mới bò lên nè, nó chui dưới đó đó. Nó chui dưới đây nè. Nó nằm dưới đó đó, rồi giờ nó mới bò lên. Nè con cầu con thì ở dưới đất nè anh em. Biết có cái ổ đó không, để hồi nữa mình dạch mình kiếm này. Cái ổ nó có nằm ở dưới đó không nha. Nè dưới đây nó mới chui lên nè. Nhảy rồi. Nè.
Rồi thôi quay sao cho anh em xem vậy anh em ha, để chia cùng chia sẻ niềm vui với mình ha. Nay đẻ rồi anh em, nở dữ lắm rồi, xanh lứ rồi anh em. Đây là cầu cào bố mẹ nè, con gì ôi cháu chắc gì tôi lôi ở đây anh em ơi, mừng quá. Rồi thôi nha anh em, ba anh em ha. Rồi ba anh em nha, chia sẻ niềm vui với mình nha anh em ha. Rồi bye bye.